Xin chào mọi người, chào mọi người đến với của mình. Hôm nay mình sẽ thiệu bạch một cái túi đến từ thương hiệu của Burberry. Bây giờ mình sẽ vào video để review chi tiết của cái túi luôn nha. Và đây trên tay mình là một cái shopping bag màu xăm dứa của thằng Burberry. Thì cái đợt này mọi người nó sale rất là rẻ luôn. Hồi trước mình có làm một cái em này phiên bản màu đen mọi người. Và cái giá sale của nó là tầm khoảng 20 mấy triệu. Còn bây giờ là nó đã sale thêm nữa, thành ra còn có 10 mấy triệu thôi mọi người. Và nó sẽ có size mini, size small và một cái size medium nữa mọi người. Thì cái này là size tầm khoảng small này mọi người nè, thành ra các bạn mua cái em này là tầm khoảng size 25. Còn có một cái size mini nữa, size mini thì tầm khoảng 22 hay là 20 nè. Nhưng mà các bạn lưu ý nha, 20 thì từ 25 thì từ đây tới đây nè. Nhưng mà các bạn để ý cái này nó sẽ có một cái phần kiểu như là nó hõm vào á, thì thành ra là mình nghĩ là bên trong cái lòng của nó sẽ nhỏ hơn một xíu. Đây, cái em này là cái màu đỏ mọi người nè, đỏ của nó là đỏ bầm, đỏ kiểu như là đỏ hoa Burberry á, chứ không phải đỏ tươi. Nhưng nhiều khi mình chụp hình mọi người, cái ánh sáng hay là cái điều kiện của camera nó sẽ khác, nó sẽ thay đổi màu khác mọi người ha. Ở mặt trước cũng sẽ có một cái logo của Burberry nè. Và cái da của thằng Burberry thì các bạn biết rồi, nó là da B, các bạn cầm các bạn sẽ thử được cái mùi da của nó. Còn ví dụ như mà hàng pha kem mọi người, hay là cái hàng mà Trung Quốc á, các bạn cầm lên là các bạn sẽ nghe được cái mùi hôi của da liền. Thành ra là cái này nó sẽ khác mọi người. Đặc trưng là của nó là da của thằng Burberry là nó làm bằng da B. Thành ra các bạn xài mọi người. Mình thấy hôm bữa có một khách cũng bán lại cái này á, nhưng mà mình thấy nó rất là mới luôn mọi người, kể cả những cái khóa hay là những cái da nó không có cái gì mà gọi là hư hay chảy xước giống như là những cái thằng Louis Vuitton. Louis Vuitton thì cái da canvas mọi người, các bạn xài một thời gian sau là các bạn sẽ nghe được cái mùi hôi, với lại nó kiểu như là nó sẽ không có bền đó mọi người, nó sẽ bị phồng ra hoặc là mất form. Còn với cái em này thì bạn xài không sợ mất form, các bạn có thể xài thường xuyên cũng được mọi người ha. Và các bạn để ý nè, hai bên hông nó sẽ có hai cái phần dây da để mà nó kiểu như là các bạn có thể thắt cái size lại mọi người. Nhưng mà mình nghĩ là chắc cái này là kiểu như là làm cho nó đẹp thôi mọi người ha. Nó cũng có một cái khóa nè, cái khóa này ở một sao các bạn có thể là nới thêm nữa mọi người. Nhưng mà mình nghĩ là cái size này là được rồi, các bạn không cần phải mở ra thêm ha. Ở trên nha, cái phần quai cầm đó mọi người, ở outlet á thì họ để nguyên cho mình cái bọc lại luôn, thì mình cũng để nguyên ha. Và đây cũng sẽ có một cái tag này là tag mới mọi người nè, còn cái tag cũ là cái tag mà hình Burberry á mọi người, hình con ngựa á. Ở đây sẽ có một cái quai nè, các bạn có thể móc lại, các bạn đeo cái quai cho nó khỏi bị mở ra mở vô. Nhưng mà mình nghĩ cái này mình để không mà mọi người ha, chứ không cần phải gắn lại đâu mọi người, nó sẽ hơi bất tiện. Là bên trong mọi người, nó sẽ cho các bạn một cái cháp rất là to. Nếu mà size 25 á mọi người, nó sẽ cho các bạn cái cháp to. Còn nếu các bạn mua những cái size mini nhỏ hơn thì nó sẽ cho các bạn cái cháp nhỏ ha. Và cái này nó không có khóa miệng mọi người ha, nó chỉ là một cái... nó cũng không có một cái móc để mà móc qua lại luôn. Chứ là mình nghĩ cái phần này nó cũng không có gì mà gọi là dễ rơi rớt đó mọi người. Cái túi này rất là khó mọi người ha, các bạn xài nó khó rớt lắm. Nhưng mà khi mà mình nhìn ở bên trong thì mình thấy là cái ngăn nó rất là rộng, cho nó không có bị hớp lại giống như là cái túi Balenciaga. Thì thành ra là các bạn để đồ nó có thể để trên này cũng được nè ha. Ở đây nó sẽ coi cho các bạn là ba cái ngăn mọi người ha. Một cái ngăn là ngăn khó zip nè, các bạn để đồ để rớt. Nó có một cái tag của Burberry ở đây. Và một cái ngăn bên đây mọi người, nó sẽ chia ra thành hai ngăn. Mình nghĩ là chắc là để những cái điện thoại nhỏ thôi. Còn điện thoại iPhone Pro Max thì các bạn nên để ở bên trong này thôi mọi người ha. Còn cái kia thì mình thấy nó hơi nhỏ xíu rồi. Thành ra là các bạn để những cái điện thoại nào mà iPhone Pro thôi, hoặc là iPhone 6 này nọ thôi mọi người. Hoặc là các bạn để thêm những cái son hay là những cái gì mà nó kiểu như là nó dễ mà đụng tới những cái món đồ mà nó hay bị chạy mọi người ha. Bên trong mọi người nó sẽ có một cái tag. Đây là cái tag nè, đây là một cái mã code riêng nè. Đó là mình sẽ bảo hành cho cái mã code này ha. Và ở bên trong mọi người tất cả đều làm bằng chất vải mọi người. Vải của Burberry á, mình thấy nó cũng rất là ok mọi người. Chỉ giống như là khi mình đụng vào á, nó không có bị khô ráp giống như là những cái hàng pha ke. Những cái hàng pha ke các bạn rờ vào nó khô khó chịu lắm. Còn ở đây nó sẽ có một cái độ mịn. Và ở mặt dưới mọi người nè, nó cũng sẽ có bốn cái phần tán đinh. Và mình rất là thích cái phần tán đinh này của thằng Burberry. Mặc dù á, là mình người ta xài chày hay vẫn chày, nhưng mà những cái túi giống như cái LV ấy mọi người mà xài tầm khoảng một lần hai lần thôi là nó bị chày, mà kiểu như là chóp sơn nó đáng kể luôn. Còn với cái em này mình thấy nó chày nhưng mà nó sẽ còn những cái màu vàng đó mọi người ha, kiểu như là nó mạ rất là tốt, mình rất là thích Burberry và cái phần này. Còn như là những cái em mà Jack Wemmer hoặc là những cái thằng LV ấy, mình thấy nó về cái phần xi mạ nó làm rất là dở, nó không có bằng thằng Burberry. Cái phần này mọi người nè, nó là bằng chất vải nha mọi người, cái này là vải còn toàn bộ là da hết. Ở mặt sau này nó không có cái ngăn gì hết mọi người ha, mà nó có những cái quai nè, cái quai này mà nó may rất là kỹ các bạn thấy không. Da của Burberry nè, hoặc là những cái phần mà chỉ á, nó may mình cảm thấy nó xứng đáng mọi người. Và cái giá này hồi trước là mình bán 20 mấy triệu, bây giờ nó sale thêm nữa mọi người. Kiểu như là Burberry và Versace á mọi người, nó sale sao mình rẻ lắm mình cũng không rõ nữa. Giống như cái thằng Versace á, bây giờ nó sale đến mức độ mà
còn vài triệu luôn mọi người. Kiểu như là những phụ kiện nó tầm 1 triệu, 2 triệu cũng có, giống như là hàng pha ke luôn mọi người thấy không. Nhưng mà giống như là chắc có thể là do ra nhiều đợt quá và nó bán không có cạnh tranh lại với lại Gucci hay là LV á, thành ra là nó sẽ sell những cái mẫu cũ mọi người ha, thành ra là sell rất là rẻ. Kể cả Burberry, Burberry mình thấy là nó cũng hầu như là ít ai xài tới Burberry nhiều mọi người. Nhưng mà đối với mình á, thì những ai mà xài Burberry rồi thì họ sẽ rất là thích cái chất liệu của thằng Burberry. Thì cái em này hiện tại mình đang có những cái phiên bản giống như là không có cái quai này mọi người, nó sẽ có một cái quai ngang thôi. Cái sắt rất là đẹp luôn và sale cũng rất là tốt. Mình còn 4 cái là cái màu xám xám mọi người. Và những cái em này thì mình có những cái phiên bản màu khác nhau nữa. Nếu mà các bạn thích thì các bạn nói cho mình sẽ báo giá cho các bạn. Ở đây, đây là cái chóp mà mình đang có nè. Cái chóp thì nó cũng để trong một cái bọc. Và cái em này mọi người nó sẽ làm cái chóp to mọi người ha. Nó không có làm chóp nhỏ, thành ra là khi mà cái chóp to các bạn mang nó nhìn nó rất là kiểu như hài hòa mọi người. Và đây cái khóa, cái phần xi mạ của thằng Burberry nè, mình cũng rất là xài em này, mình rất là thích. Kiểu như là trước mình có thằng Burberry mà bất kể tới mọi người, mình xài cái em này nè, nó khó bị chạy lắm mọi người, và nó khó kiểu như là bị ten luôn á. Thành ra các bạn coi nè, nó làm kiểu như là cái mẫu hình hóa thiên nga mọi người ha, nhìn đẹp lắm. Và cái chóp nó rất là to các bạn coi nè, nó cũng có cái phần tăng đơ nè, nó to giống như là cộng jeans nha mọi người. Thì ngay cái phần mà gắn túi mọi người, nó sẽ có hai cái phần móc bên đây, một cái là móc ngược lại mọi người để cho các bạn đeo dễ hơn á ha. Ở đây thì khi mình móc lên mọi người ha, các bạn thấy không, cái này mình nghĩ nếu mà nam các bạn mang nó cũng nhìn nó rất là đẹp mọi người nè. Đó, kiểu như mọi người thích cái kiểu như dạng unisex thì các bạn mang cái em này. Thì với mình thấy là nếu mà nam các bạn mang những cái sợi chóp mà to thì nhìn nó rất là đẹp mọi người ha. Nhưng mà cái túi này thì vẫn là của nữ hơn chứ không có cho nam mang được mọi người nè. Dù các bạn mua màu đen hay màu gì đó thì nhìn nó rất là kỳ. Nam mình thấy là những cái phiên bản mà bóc kẹp đó nó sẽ hợp lý hơn, còn những cái em này kiểu như là nữ mang nó sẽ hợp lý hơn mọi người ha. Đó các bạn coi nè, cái chóp ngoài sau các bạn không muốn đổi chóp mặt trước cũng được, không có sao ha, hoặc là các bạn có thể xách đi cũng rất là đẹp nè. Hiện tại cái túi này mình vẫn còn mọi người ha, cái màu khác mình cũng còn luôn và size khác mình cũng còn. Nếu mà các bạn thích thì các bạn cứ báo cho mình đây, mình sẽ báo giá cho các bạn outlet ngay hiện tại ha. Mỗi thời điểm nó sẽ có mỗi giá khác nhau của mọi người. Thì nếu mà mọi người thích cái video này, mọi người thích cái túi này, mọi người nhớ cho một like, nhớ subscribe kênh YouTube của mình, bấm nút thông báo kế bên để nhận những video mới của mình. Nhớ cho mình một tim TikTok. Rồi, chào mọi người.